Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 2022. Hiện tại thì mình đang ở quốc lộ 1A, ấp Đại Thành, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Thì trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì sau khi mà cái chuyến du lịch trải nghiệm và giới thiệu những cái điểm du lịch ở Bạc Liêu, thì bây giờ mình đã trên đường trở về. Thì trên đường trở về thì mình chắc chắn phải đi ngang Sóc Trăng rồi cả nhà. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà về một cái điểm du lịch mà ở tỉnh Sóc Trăng trên quốc lộ 1A. Mà khi mà cả nhà đi xuống Cà Mau á, hay cả nhà xuống Bạc Liêu thì chắc chắn cả nhà sẽ đi ngang chỗ này. Đó, thì chỗ này gọi là chùa Chén Kiểu nha cả nhà. Một trong những ngôi chùa rất là có tiếng ở tại Sóc Trăng luôn. Thì từ đó giờ mình chưa từng hề giới thiệu được chứ cả nhà về ngôi chùa này. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay, sẵn dịp mình sẽ chia sẻ với cả nhà về cái quang cảnh của ngôi chùa Chén Kiểu này ra sao và như thế nào cả nhà ha. Đây là cổng chính của ngôi chùa. Đợi mình tí. Cả nhà có thấy là khu vực mà xung quanh ở ngôi chùa là bán rất là nhiều những cái mặt hàng ăn uống cũng như là các bãi để xe đúng không ạ? Rồi chúng ta hãy cùng vào trong chùa thôi. Nơi đậu xe. Giờ chúng ta đậu xe trong đây. Nha, đợi mình tí nha. Giờ rồi thì mình quyết định đi ngược trở ra nha, để chia sẻ lại chi tiết với cả nhà về đây là cổng tam quan của chùa Chén Kiểu. Chùa Chén Kiểu hay còn gọi là chùa Rolon. Đây là một cái ngôi chùa của người Khmer nha cả nhà. Có cái điểm nhấn đầu tiên á, là ngoài cổng là sẽ có một cái bức tượng Phật thờ nằm ở bên trong cái lồng kiến. Đó, đây là điểm nổi bật đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với cả nhà. Còn xung quanh ngôi chùa Chén Kiểu của chúng ta là nằm ngay hướng đường quốc lộ 1A, cách thành phố Sóc Trăng thì khoảng chừng 12 km thôi cả nhà. Đây là cái tuyến đường mà đi từ Sóc Trăng xuống Bạc Liêu hay là Sóc Trăng xuống Cà Mau đó cả nhà. Cái nhà mà đi ngang quốc lộ 1A thì chắc chắn cả nhà sẽ bắt gặp ngôi chùa này. Thì nếu mà cả nhà có thời gian á thì cả nhà hãy ghé viếng ngôi chùa này cả nhà ha, để chúng ta cùng cảm nhận về cái một cái ngôi chùa rất là độc đáo. Thì ở đây cái ngôi chùa này nó có một điểm khác biệt so với những ngôi chùa khác là cái quang cảnh người dân buôn bán sẽ được rất là nhộn nhịp ngay từ khi mà mình mới bước vào cổng chùa nè. Cái nhà xem này, những người dân mà đa số là người Khmer đó cái nhà. Đa số là những người Khmer sẽ vào ngay chỗ trước cổng chùa để bán những cái sản vật của họ. Dạ. Chị này giới thiệu cái mặt hàng của chị là củ lùng nè cả nhà. Rất là hấp dẫn luôn. Ồ, quá là rẻ luôn anh ơi. Rau cải ở đây chỉ có 10 ngàn một ký thôi. Quá nhộn nhịp, quá vui luôn. Cái này chưa được ký nữa. Nhiều này, nhiều đây. Cái này 800g, 8 ngàn.
Bắp cải có 10 ngàn 1 ký, được 4 bắp. Cái này gọi là cải gì vậy chị? Cải rổ. À, 20 ngàn 1 ký hen. Cái này 1 ký 3. 26 ngàn. Cái này ký nhiêu? Ký 20 ngàn chị. Mười lăm ký ba thì 19.500. À, 19.500 thì 20 đi. Rồi. Bán đắt như tôm tư luôn cả nhà. Này ký 2, ký 2 thì 18.000. 18.000, 18.000. Dạ. Không sao, tính lộn tính lại. Tắt đông vô quá cả nhà ơi. Chưa muốn đi. Đứng tính tiền phụ. Cái này gọi là gì chị? Đó là bông hành, ký 20. Bông hành chỉ có 20 thôi. Ký 20 thôi. Ngon quá trời luôn. Mua đi bà con ơi, rẻ quá bà con ơi. Có 10 ngàn một bó hả vậy? 2 bó anh ơi, 2 bọc. Vui quá. Rồi thôi chúng ta di chuyển vô trong nha cả nhà. Đây là bên trong chùa Rolon nha cả nhà. Đây gọi là chùa Chén Kiểu. Mình đọc chùa Chén Kiểu đi cho cả nhà dễ hiểu ha. Cái nhà thấy ở đây chúng ta cũng có rất là nhiều loại mặt hàng nha. Như ở đây là một chỗ một chị bán vú sữa nè. À, rất là ngon luôn. Chị bên đây thì bán cải. À, chị bán củ lùng. Củ lùng ngon quá chị. Nhiều ký chị ơi? 40. À, là nó theo một đồng như vậy đó hả? Ờ. Quá trời ngon rồi. Bán em ký đi. À, đồng đó 1 ký không? Chưa đủ. Chưa đủ hen. Củ lùn 1 ký như vậy chị? Cái 40 anh ơi. Phải củ lùn 1 ký tới 40 đó hả? 60 được không? Phải cho giờ đó. Mà củ lùn này ngon á anh. Dạ. Nói chung là chỉ làm rất là đẹp. Ủa vậy? Quấn lại thành nguyên một cái sâu luôn. Đó. Quấn giống quá trời. Giống cái gì? Giống cái gì mà người ta thường hay thấy giống đó. Quá trời đẹp luôn. Dạ lên trang bị luôn. Củ lùng của chị ở đây rất là ngon nha cả nhà. Cái nhà xem nè. Mặc dù nó không có to lắm nhưng mà nhìn nè. Dạ quá ngon luôn. Một năm mới có một lần đó. Tầm tháng mấy mới bán chị? Tầm tháng mấy chị mới bán? Thì đó, bây giờ tháng này là có đó. Dạ. Mà một năm mới có một lần đó. Một dạ. Năm mới đào được. Dạ, đây em gửi. Được. Một ký ủng hộ tinh thần của chị. Rồi chị để đó cho em gửi thì chút xíu em lại lấy. Được. Nha. Đây chị bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ, bán hồi sáng tới giờ. À. Thôi sớm thì về sớm phải không? Đúng rồi, hết chừng nào về chừng đó. Dạ. Chị người Khmer hả? Khmer. Dạ. Vậy chị nói biết nói hai thứ tiếng luôn đúng không? Đúng rồi. Vậy từ cảm ơn Khmer. Cảm ơn là Orkin. Orkin.
Dạ, một con. Rồi, rồi chị cho em ký gửi chút nghe, chút xíu em lại lấy. Dạ, em đi vòng vòng đã. Dạ. Dạ, phải lên chứ. Lên trang đầu luôn. Dạ, lên trang bìa luôn. Rất là vui phải không cả nhà? Khi mà mới vừa vào chùa thôi thì chúng ta đã thấy được cái không khí rất là nhộn nhịp rồi. Chúng ta đến khu vực của chị này, chị bán gì đây? Nhìn cũng rất là ngon nữa nha. Này hạt sen hả chị? Này chắc của cải muối nè. Không có, hỏi đó, hỏi để biết để đường mua đó. Cái này là gì vậy em? Cái này. Cái đó con biển trắng anh. Rong biển trắng hả? À. Còn cái này. Cái đó mũ chơm. À mũ chơm đó hả? Còn bên đây. Này chơm dài, này chơm tròn. À chơm dài, chơm tròn. Còn cái hộp này là hộp đưa gì đúng không? À lâu lắm rồi mới thấy những cái này là cái này. Còn cái này là nhụy hạt sen nha. Cái này hạt sen phải không em? À. Còn cái này bú gòn á ha. À cái nhà sen này nha. Còn bên đây là cái gì vậy? Rong biển nấu canh. À, vậy là rong biển trắng khác với rong biển nấu canh ha. Vậy rong biển trắng là thường mình làm cái gì ăn nha? Mình làm gỏi đổ rau câu cũng được, ăn nhúng bé cũng được luôn. À gỏi đổ rau câu cái như hộp bé. Còn cái này là cổ tay. À cổ tay ha. À cái này sắc rồi thì chưa sắc. Còn đây là mè đen ha. Hộp bé. À hộp bé. À rất hấp dẫn luôn. Còn ngoài kia là táo đỏ. Kỵ tử gì đúng không? À còn cái màu trắng trắng cái kỵ tử là gì? À còn cái này là bông tuyết ha. Bông tuyết, nấm tuyết. À ở đây là em có chia ra những cái bọc nhỏ nhỏ bên đây đúng không? Rất là hấp dẫn rồi nha. Cái này hình như là nguyên cái này là mình nấu à tiệm thuốc bắc đó đúng không? À, về dưỡng nhan. Một bịch này bao nhiêu em? 80.000. Về dưỡng nhan là mình nấu là coi như là chỉ cần đổ vô là nấu chung hết đúng không? À, bán anh một bịch. Chút xíu anh lại lấy, anh gửi tiền trước nha. Ở đây là mình bán từ em bán từ mấy giờ tới mấy giờ ha? À nhưng mà thường thường chùa này của mình buổi tối có mở cửa không? Rồi tới đây. Rồi cảm ơn em. 60 ha. Rồi cảm ơn em. Rồi chúng ta tiếp tục di chuyển thôi. Chút xíu lại lấy nha. Rồi rồi. Rồi tới chị này bán những sâu chuỗi. Ở nhà xem. Chị này bán bánh. Sáng giờ bán được không chị U? Dạ chúc mừng chị. Dạ có luôn. Chú bán rau hen. Ở nhà xem đây là kiến trúc của ngôi chùa Chén Kiểu nè. Thì cũng chia sẻ với cái nhà luôn thì chùa Chén Kiểu được xây dựng từ năm 1815. Có thể nói là rất là lâu rồi phải không ạ? Ngày xưa thì cũng giống như những ngôi chùa khác thì chùa Chén Kiểu chưa có quá nổi bật. Rồi sau một khoảng thời gian thì hình như là từ năm 1900 mấy đó thì bắt đầu chùa Chén Kiểu mới được xây dựng trở lại. Nhưng mà do là chủ trì thiếu kinh phí xây dựng đó cả nhà, thành ra là chỉ thiếu nguyên vật liệu xây dựng, thành ra là chùa Chén Kiểu vừa được xây dựng mà vừa được quyên góp mà về những cái chén dĩa mà bể của bà con ở xung quanh đây đó cả nhà, sau đó là được chủ trì thiết kế lại và sắp xếp lại.
để tạo ra một cái nét đặc trưng cho ngôi chùa. Đó là từ những cái chén với dĩa bể cái nhà ha, được sắp xếp một cách màu sắc khéo léo lắm. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình chưa thấy rõ lắm, mình sẽ đi tiếp tục, phút nào hấp dẫn thì mình sẽ chia sẻ với cái nhà nha. Này mình bán gì vậy chị? Bánh hoa dạt anh ơi. Bánh hoa dạt. Đây có bánh bánh bía nè hả? Dạ, bánh bía làm nhà. Bánh bía làm nhà. Cái bánh này là bánh khóm hả chị? Dạ, bánh nhân khóm. Hộp này bao nhiêu ạ? Dạ 25 hả, đồng dạ. Với đậu dừa. Còn một hộp này? 10 bánh 60 có trứng muối. 10 bánh 60 này 25 đậu với dừa. Khóm. Lấy một hộp này đi chị. Dạ. Chị gửi qua bên chỗ đó giùm em. Nè. Nha. Chị gửi qua bên chỗ bán cái đó. Thôi chị đưa đi, em gửi cho. Đây. Đó. Cảm ơn anh. Dạ. Mua được một món cho bà con cả nhà ha. Cho anh ký gửi. Chung với bọn. Rồi chúng ta cùng đi tham quan tiếp thôi cả nhà. Thì tổng quan khuôn viên của chùa Rolon, chùa Chén Kiểu, thì đây là khúc ở ngoài nha cả nhà. Chúng ta thấy có một cái màu sắc là màu hồng nhẹ nhàng nè, kết hợp với màu tím, màu đỏ và màu xanh lá cây. Thì vào ngày hôm qua mình có chia sẻ với nhà về ngôi chùa Sim Cán ở Bạc Liêu á. Còn nói với Sóc Trăng thì ngôi chùa Chén Kiểu này là một trong những ngôi chùa được rất là nhiều bà con biết tới và yêu thích. Nhất là những cái ngôi chùa mà nằm trên tuyến quốc lộ 1A cái nhà. Thì sẽ được rất là nhiều người quan tâm. Nhà đây mình tính nha. Giờ đây thì mình cũng chia sẻ luôn với cả nhà ha. Đây là bên trong cái khu vực mình mới vừa bước lên. Rồi, thôi chúng ta sẽ đi qua khu vực khác hơn cả nhà. Tại vì mình thấy ở đây thì chưa biết cái điểm nhấn ở khu vực này là ở nằm ở khúc nào, mình chỉ thấy màu sắc thôi, như những cái ghế, những khúc cây bằng gỗ được tạo hình. Rồi chúng ta sẽ đi tới điểm tiếp theo. Mình vẫn đang tìm kiếm những cái chén dĩa mà bể mà được người dân mà đóng góp xây dựng chùa đó cả nhà.
mình chưa biết nằm ở khúc nào. Đối với chùa Rolon này có một cái màu sắc đúng là khá là ấn tượng không à. Ở cả nhà thấy thì đối với chùa người Khmer là sẽ tôn thờ các vị thần rắn ở đây. Mỗi văn hóa sẽ có một cái đặc trưng khác nhau không cả nhà. Khúc này cũng như vậy nha cả nhà. Cũng khá giống ở chùa Xiêm Cán là cũng có một cái khu mà để cho rồi chúng ta di chuyển tiếp thôi nha cả nhà. Đó cả nhà thấy cái nét văn hóa của người Khmer là rất là thân thiện luôn, hoàn toàn là để chúng ta có thể là đi chiêm ngưỡng, quay chụp thoải mái mà không có gây khó dễ hay là hỏi chúng ta gì cả. Đó là cái nét rất là đặc trưng luôn mà mình rất là thích quay những cái chùa Khmer là như vậy. Có thể nói là đó là một cái ưu điểm mà chúng ta rất là dễ dàng trong cái việc mà tham quan cũng như là thoải mái trong cái việc mà lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm nữa cả nhà. Cái nhà mà đến với Sóc Trăng á, thì chắc chắn cái nhà sẽ bắt gặp rất là nhiều những ngôi chùa Khmer đó, mà khi chúng ta vào tham quan thì chụp ảnh thì rất là dễ dàng và nhẹ nhàng luôn. Cái nhà xem những ông thần rắn ở đây. Đây là một cái hồ, bên dưới là những cái đó sen chuẩn bị nở đó cả nhà, có súng nữa nha.
Đây là cả nhà có thể chạy xe máy vào cũng thoải mái lắm cả nhà. Chúng ta sẽ có nhà vệ sinh ở khu vực này nha cả nhà. À, nhà vệ sinh ở khu vực đó cả nhà. Còn đây cũng là một trong những cái nơi, nói chung chỗ này đóng cửa rồi. Không biết nơi này là trong đây là gì nhưng mà đóng cửa rồi. Có ghi chữ Khmer rõ ràng lắm nhưng mà mình không biết đọc tiếng Khmer. Đây cũng là một cái công trình kiến trúc rất là đẹp nha cả nhà. Rồi chúng ta sẽ di chuyển tiếp thôi. Cùng quên chia sẻ với cái nhà thì đây là một trong những ngôi chùa được lấy tên theo một cái dòng sông mà chảy ngang chùa cái khoảng thời gian năm 1815 á. Ngôi chùa này thì đã có 207 năm rồi. Thực sự là một cái độ tuổi rất là lớn không cả nhà. Và chúng ta sẽ di chuyển tiếp thôi. Đó là khu vực chánh điện nha cả nhà. Thì chút nữa chúng ta sẽ lên khu vực chánh điện đó. Còn đây là cái cổng vào. Nói chung thì ngôi chùa cũng rất là dễ dàng cho chúng ta tham quan mà không có tốn quá nhiều sức đó cả nhà. Rồi chúng ta đi tham quan tiếp tục thôi. Mình thấy ở đây là ở chùa đang bơm một cái ống nước gì cũng khá là dài từ ngoài đường vô trong đây nè. Chắc chúng ta sẽ đi qua hướng này trước. Khoan cả nhà, mình sẽ giới thiệu cái nhà bên trong đây có gì nha. Rất là đẹp và ấn tượng không cả nhà.
chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành đi qua tới khu vực bên đây. Khu vực phía xa đây thì mình thấy là có nhiều cái cảnh quan để cho du khách có thể ngồi cái nhà, rất là mát mẻ luôn. Đây là một tượng Phật nằm ở bên trong chùa Chén Kiểu. Chúng ta sẽ đi dạo cảnh giáo cảnh quan ở bên ngoài rồi chúng ta sẽ vào trong chánh điện như thế nha. Nhà thấy thì ở đây là những cái cảnh của các vị Đức Phật ngồi bên dưới. Còn đây là một cái bức tượng Phật rất cao cả nhà. Cao và đẹp luôn. Ở đây là gia đình của Claudi Đại Tâm ở Pháp cúng dường năm 2012. Là coi như là 10 năm rồi đó cả nhà. Ở trong chùa Chén Kiểu nha. Cao của tượng Phật này chắc mình nghĩ chắc khoảng chừng 8 mét. Rồi chúng ta di chuyển tiếp thôi. Em đang làm. Khu vực này thì cái nhà có thể thấy đó là khu vực nghỉ ngơi của du khách mà khi đi tham quan chùa Chén Kiểu nè. Rất là đẹp không cả nhà, thiết kế những cái chỗ ngồi như vậy nè. Nó rất là gọn đi. Nó nhưng mà cái số lượng người ngồi được thì chắc khoảng từ 10 tới 12 người một cái tum như vậy. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi di chuyển ra khu vực phía sau. Rất là mát mẻ luôn cả nhà. Chúng
ta sẽ tiếp tục qua cái khu vực này. Khu vực này thì mình thấy có những cái tum tum, những cái trò trò nhỏ phía sau này, mình cũng chưa biết là như thế nào. Đây mình mời cái nhà cùng ra phía sau chung với mình nha. Trong chùa đang tưới cây hay bơm nước gì nè cả nhà. Rồi chúng ta qua khu vực bên đây trước nha. Nhà chùa Chén Kiểu thì chúng ta có hai khu vực bãi đậu xe, một là chúng ta đậu khu vực bên ngoài, hai là chúng ta có thể chạy vào bên trong đây để chúng ta đậu. Ở đây mình thấy là các bạn nhỏ là đậu trong đây. À, thì ra vô tới khúc này chúng ta mới thấy được những cái chén kiểu này cả nhà. Đây là cái nét đặc trưng của chùa Chén Kiểu, trường sơ cấp Pali. Thì ra là cái nét đặc biệt Chén Kiểu là sẽ nằm ở trong cái khu vực phía sau nha cả nhà. Đây là chắc là có lẽ là một trong những khu vực đầu tiên mà xây dựng nên ngôi chùa Chén Kiểu á. Rất là ấn tượng luôn. Hiện giờ thì ở trong chánh điện đang đóng cửa rồi, chúng ta chỉ có thể quay được khu vực bên ngoài thôi, để mình có thể giới thiệu với cái nhà về bên ngoài thôi. Thì ngày xưa thì đối với cái lúc mà xây dựng chùa, những cái chén kiểu nào mà ly với chén, không dĩa, dĩa với chén á cả nhà, mà còn nguyên vẹn á thì sẽ được ốp ở bên ngoài tường đó, cũng như là sẽ được nhà sư gắn lại một cách tỉ mỉ và khéo léo cả nhà ha. Cả nhà có thấy là những cái chén, những cái dĩa không? Những cái dĩa thì sẽ được ốp trên tường, rồi những cái chén sẽ chồng với nhau để tạo thành một cái cột. Đây. Đây là một cái nét quá đặc biệt luôn cả nhà. Điểm đặc trưng nhất của chùa Chén Kiểu là đây đó cả nhà. Nhưng mà nếu mà ai có thời gian đọc á, thì sẽ hiểu vì sao gọi là chùa Chén Kiểu đó. Vì đây là những cái vật dụng trong gia đình của người Khmer. Khu vực xung quanh ở chùa Krolon này. Xuất sắc không cả nhà? Đây mình mời cả nhà xem bên hông nha. Cả nhà có thấy là cái cầu thang mà chúng ta đi lên cũng là ráp từ những cái chén nữa với nhau ạ. À. Còn ở dưới là những cái dĩa đó cả nhà. Rất là độc đáo luôn. Khi mà cả nhà có đi ngang quốc lộ 1A á, thì cả nhà hãy ghé một lần để cảm nhận cái tuyệt tác của những người nghệ nhân, cũng như là ý tưởng của trụ trì, phải không cả nhà? Nó mang một cái gì đó rất là riêng luôn. Đó là một cái ý nghĩa của người dân, người Khmer mà ủng hộ những của cải vật chất. Tuy là nó là không phải được mệnh định giá bằng tiền, nhưng mà nó là tấm lòng của những người dân ở khu vực xung quanh đây để ủng hộ mà
xây nên chùa chén kiểu này đó cả nhà. Rất là quý, đáng quý đúng không ạ? Rồi chúng ta hãy cùng đi tham quan kỹ lại nha. Mình sẽ đi hướng từ bên đây. Nhà xem những cái tô như những cái chén nè, được úp chồng lên với nhau như vậy để tạo một cái độ cứng và một cái độ mà nâng đỡ luôn mà. Rất là xuất sắc luôn. Nếu mà cả nhà để ý những cái dĩa ở trên đó đó, là những cái khoảng cách đó, cách nhau đó, nó rất là đều luôn. Mà ngày xưa mà xây dựng mà kỹ như vậy thì chắc chắn là trụ trì cũng rất là kỹ lưỡng trong cái việc mà sắp xếp những cái chén chồng lên nhau như vậy để tạo một cái độ chắc đúng không ạ? Một cái độ an toàn cho ngôi chùa. Quá hay. Rồi chúng ta tiếp tục đi tham quan thôi. Cái nhà xem còn đối với những cái mà chén, dĩa, bể á, thì sẽ được gắn như vậy. Trên tượng và nhân sư nè cả nhà. Không phải nhân sư không, tại vì bên đạo Khmer thì mình không rõ lắm. Nhà thấy khéo léo không? Toàn này bằng những cái chén dĩa mễ không đó cả nhà. Xuất sắc. Cả nhà xem đây hai chú rồng ha, cũng được tạo ra từ những cái chén, mảnh dĩa này cả nhà, mảnh dĩa với chén vỡ nè. Quá ấn tượng luôn. Còn những cái hoa văn ở đây cả nhà xem ha, cũng như vậy luôn. Chỉ khi mà chúng ta nhìn những cái tác phẩm này thì chúng ta mới cảm nhận được rằng cái tâm huyết của người xây dựng phải không cả nhà, tạo dựng nên như vậy. Bình thường thì nếu mà chúng ta lắp đặt hoặc là chúng ta vẽ tô thì nó cũng tốn khá là nhiều thời gian, nhưng mà nó không có cái nét đặc trưng á. Nhưng mà riêng đây thì chúng ta tạo được một cái nét chung với chén dĩa như vậy thì nó tốn nhiều thời gian hơn, công sức hơn. Thì ở đây thì mình có thể thấy được là đối với những cái này là cũng có một cái xi măng đó, nhưng mà ngày trước thì mình không biết như thế nào thôi. Cái khoảng thời gian xây dựng đầu thì mình không rõ lắm, nhưng mà ở đây thì chúng ta không có tránh được về những cái sự hao mòn về vật chất, phải không cả nhà? Sau một thời gian đó. Rồi chúng ta cùng đi lên nha, chúng ta xem. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái cầu thang sắn sắn ngay khu vực này. Rất là dễ chịu luôn. Khi mà chúng ta đi quay rất là thoải mái và dễ dàng như vậy. Ở đây thì chúng ta có một cái bản danh sách học Bali 2 nè cả nhà. Ở đây là trường sơ cấp Bali về Phật giáo của người Khmer. Cái nhà xem nè. Luôn cả nhà. Nếu mà cả nhà nhìn sơ sơ á, bằng mắt thường á, thì cả nhà không có thấy được cái số lượng mà mảnh vỡ
mà được gắn ở cái chỗ chùa Chén Kiểu nhiều như vậy đâu. Khi mà chúng ta đi lên như vậy, lên trên đây là chúng ta quan sát kỹ hơn á, thì chúng ta mới thấy là cái số lượng mảnh vỡ là phải nói là cực kỳ nhiều luôn, mà được gắn điêu khắc rất là nghệ thuật. Xuất sắc cái nhà này. Kiệt tác. Hồi nãy mình nhìn ở dưới thật sự mình không thấy rõ cái nhà, mà mình lên tới đây rồi mình thấy quá nhiều mảnh vỡ luôn. Để chén cái gì á mà để tạo ra ngôi chùa Chén Kiểu này. Quá ấn tượng. Cái nhà có đi ngang quốc lộ 1A mà hướng về Bạc Liêu thì cái nhà hãy ghé Sóc Trăng nha cả nhà. Hãy ghé xem chùa Chén Kiểu nha, một kiệt tác nghệ thuật luôn. Tới ngày hôm nay thì mình mới có dịp để chia sẻ với cái nhà đó. Quá ấn tượng cả nhà ha. Cái nhà xem những cái mảnh chén nè, bị vỡ trên 5 tháng, bị nứt ra nè. Thật sự mình nhìn sao mình nhìn không ra cả nhà. Khi mà mình nhìn kỹ như vậy thì mình mới thấy được. Ở đây là một cái lớp ngọc nha cả nhà. Cho cả nhà xem sơ sơ nha. Nói chung thì tiếng Khmer thì mình không mình nhìn vô giống như là chữ nó nhìn mình chứ mình hoàn toàn không biết nó luôn. Rồi chúng ta tiếp tục di chuyển thôi cả nhà. Bên đây chúng ta đi xuống đây cả nhà xem nha. Cả nhà thấy kiệt tác không? Tạo nên cái điểm nổi bật trên chú
xuất sắc. Đây là chỗ ở của các tăng trong chùa Chán Kiểu. Cả nhà có thấy là mình chia sẻ là đối với những ngôi chùa của người Khmer là các tăng ở đây là đều xây dựng, tự tay xây dựng thôi. Mình sẽ đi dưới thôi nha cả nhà. Đây là cây kiểng là cũng được chăm sóc bằng việc bón phân nè. Rồi sau đó là họ sẽ tưới cây. Rồi chúng ta di chuyển tiếp thôi. Đây là toàn được xây dựng bởi các tăng ở trong chùa Rolon đó cả nhà. Đây là khu vực hết khuôn viên của chùa rồi. Rồi chúng ta sẽ tiến tới khu vực mà các chòi mà nãy mình chia sẻ với cả nhà mà không biết là chòi gì đó. Thì ra đây là khu vực chòi ngồi thiền. Đây cả nhà xem nha. Đúng là phải ghi như vậy thì mình mới có thể biết. Chứ chữ người Khmer thì mình thua. Thì khu vực chòi ngồi thiền sẽ là khu vực ở bên đây. Mình thấy là như dành cho các cao tăng thì vậy. Khu đó thì hết rồi nha cả nhà. Cho cao tăng ngồi thiền ở đây. Đất ở bên trong chùa Chán Kiểu vẫn còn rất là rộng nè cả nhà. Thì chúng ta có rất là nhiều những chòi ngồi thiền của các tăng cả nhà ha. Rất là độc đáo luôn, lần đầu tiên mình mới thấy luôn á. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển thôi.
cái nhà đợi mình chụp vài tấm ảnh nha. Được rồi, chúng ta tạm biệt chùa Chén Kiểu thôi, chúng ta sẽ ra ngoài kia cái nhà ha, để chúng ta sẽ cùng xem ở bên trong khu mà chánh điện, chắc có lẽ là mới xây dựng được trong thời gian gần đây thôi, tại vì khu này mới là cái khu theo mình là đầu tiên, theo mình thôi, tại vì những cái chén dĩa bể cũng như là mới cũ nữa là để được gắn và xây dựng ở đó. Đẹp lắm không cả nhà, quá xuất sắc. Chúng ta xem lại một vòng nữa trước khi chúng ta vô chánh điện cả nhà. Đẹp như trong tranh luôn cả nhà. Dạ, thấy thì cái thời điểm này là cái thời điểm bắt đầu là du khách tham quan không có còn đông nữa, tại vì do thời điểm này bắt đầu ra 4 giờ rưỡi chiều rồi, thì những du khách mà đi chơi xa, đi về Cha Diệp á, là mẹ Nam Hải á, thì chắc có lẽ cũng đã về nghỉ ngơi rồi, thành ra bây giờ cái lượng khách vô trong chùa không còn đông như khoảng thời gian buổi sáng nữa. Rồi, chúng ta hãy cùng vào thôi. Mình xin nhắc lại cái nhà nha, mình đang mời cái nhà tham quan chùa Rô Long, hay còn gọi là chùa Chén Kiểu, một ngôi chùa rất là đặc trưng và độc đáo của người Khmer, người Khmer tại Sóc Trăng. Mỗi cái góc cạnh ở trong chùa đều rất là đẹp đúng không cả nhà. Đây cũng là chánh điện nè cả nhà. Nhìn rất là giống với chùa Sim Cán đúng không ạ? À? Bạc Liêu á cả nhà. Khác một cái là cái hoa văn ở trên sẽ khác thôi. Đến góc nào thì thấy cũng đẹp hết. Rồi, chúng ta tiếp tục đi một vòng xung quanh chùa thôi. Mỗi ngôi chùa thì có một cái nét đẹp và một cái màu sắc riêng đúng không cả nhà. Nhưng cái thiết kế tổng quan á
về cái khu vực chính điện ở chùa Sprolong hay là chùa Chén Kiểu này, thì mình thấy là cũng rất là giống chùa Sim Cán ở Bạc Liêu mà mình đã chia sẻ với cả nhà vào clip trước. Chúng ta xem lại một vòng nữa nha cả nhà. Chỉ khác biệt là chỗ cái hoa văn ở trên trần thôi, ở dưới bên hông thôi. Ngoài ra mình thấy là cái thiết kế đều rất là giống và đẹp. Xuất sắc. Cái nét đặc trưng ở chùa Sauron này cả nhà, đó, cũng được tạo nên bằng những cái bình gốm ở đây nữa. Đây cũng là một trong những cái nét đặc trưng. Có Chén Kiểu nằm ở đó cả nhà ha. Nói chung mỗi cái góc thì đều có một cái vẻ đẹp riêng. Góc nào mình thấy cũng xuất sắc hết. Rồi, rồi thì chắc mình xin kết thúc video tại đây thôi nha cả nhà. Vậy là mình đã giới thiệu xong với nhà về ngôi chùa Sprolong, một ngôi chùa có tên là chùa Chén Kiểu ở trên quốc lộ 1A, hướng chúng ta sẽ đi xuống Sóc Trăng nữa cả nhà. Hướng Bạc Liêu nha cả nhà, với Cà Mau. Thì ngôi chùa này ở Sóc Trăng, nằm quốc lộ 1A, cả nhà rất là dễ tìm. Thì nếu mà cả nhà có dịp mà đi ngang Sóc Trăng hoặc là cái nhà đi xuống Bạc Liêu hay Cà Mau đó, thì cả nhà hãy nhín chút thời gian để ghé thăm ngôi chùa Sprolong này nha. Một trong những ngôi chùa quá đẹp, quá xuất sắc, mà có nét đặc trưng đó là được ráp lại từ những cái chén, những cái dĩa mà mảnh vỡ của bà con ở khu vực xung quanh chùa lúc được xây dựng, mà
được giữ gìn và tôn tạo và nâng cấp đến ngày nay, để cho chúng ta có thể là tham quan và hiểu biết thêm về ngôi chùa này, được hình thành từ năm 1895, đã là 207 năm rồi cả nhà. Sau khi mà đã được nâng cấp nhiều lần để xây dựng thì mới được cảnh quan như hôm nay. Thì đây là một cái nét đặc trưng ở tại Sóc Trăng cũng như là ở tại Việt Nam. Khi nào mà cả nhà có dịp về Việt Nam ghé đến Sóc Trăng thì cả nhà hãy ghé chùa Chén Kiểu Sóc Trăng ha, hay gọi là chùa Rô Lôn. Cảm ơn anh chị em, cô chú bác đã bỏ thời gian theo dõi video của Khương Nhật Minh. Cảm ơn các tăng, mình nghĩ thì chắc các tăng cũng sẽ xem lại cái clip này. Các bạn các tăng bên bên giáo là Khmer đã tạo lên một cái cảnh quan đẹp để cho du khách tham quan có thể biết tới. Một lần nữa thì cảm ơn anh chị em, cô chú bác rất là nhiều đã bỏ thời gian theo dõi video của Khương Nhật Minh. Khương Nhật Minh chúc cả nhà xem video vui vẻ, an lành và có thêm nhiều cái kiến thức mới về những cái điểm mà mình chia sẻ giới thiệu. Chúc cả nhà vui vẻ, hạnh phúc khi xem video của mình. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Video tiếp theo của mình sẽ ở đâu đây? Mời cả nhà cùng đón xem chung với mình nha. Chúc cả nhà sức khỏe ạ.